Chuyện thật khó tin. Giữa bão thất nghiệp, sinh viên đại học năm thứ hai đã săn ngay được việc làm dị. Trong tháng 6, giữa tâm bão thất nghiệp, hơn 80 sinh viên năm 2 khoa Thương mại điện tử và Kinh tế số trường Đại học Đại Nam đã được đưa đi thực tập tại 4 doanh nghiệp đang có liên kết, hợp tác đào tạo với trường. Tại đây, sinh viên ngoài được học hỏi những kiến thức không có trên giảng đường, còn được thực hành, thực chiến tạo ra các gian hàng, sản phẩm, team nhóm marketing cho doanh nghiệp. Sau gần 1 tháng thực tập, các bạn sinh viên đã rất hào hứng, nhiệt tình tham gia. Đặc biệt sau đợt thực tập này, đã có 13 bạn sinh viên xuất sắc của khoa được ký hợp đồng chính thức, nhận học bổng từ các doanh nghiệp. Cụ thể, 3 bạn được ký hợp đồng chính thức với công ty thương mại và dịch vụ Trust Nation, 7 bạn được ký hợp đồng chính thức với công ty cổ phần tư vấn và phát triển thương mại điện tử Eco Academy, 2 bạn nhận được học bổng khuyến học từ công ty giải pháp phát triển doanh nghiệp Y Việt. Đây thực sự là niềm khích lệ đối với các bạn sinh viên, đồng thời cũng cho thấy phương châm đào tạo rút ngắn khoảng cách từ giảng đường tới doanh nghiệp của khoa Thương mại điện tử và Kinh tế số trường Đại học Đại Nam đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt.